Đồ gỗ Tùng Tán kính chào khách nhá. Và hiện tại là 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 2020. Và thì em đang lắp đặt cho nhà bác Phú ở khu 4 xã Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ. Và bộ cuốn thư câu đối và chất liệu gỗ giỏi. Và đây trên hình quý vị, đây là bác Phú chủ nhà. Và em vừa lắp đặt xong. Và thế bác Phú ơi, em vừa lắp đặt cuốn thư câu đối ra đời mình, bác cảm thấy như nào, ưng ý không ạ? Thay mặt ra gia đình là thấy đồ của chú là làm chất lượng, ưng ý gia đình. Vâng, thế em cảm ơn bác Phú và đã góp ý chân thành với cơ sở đồ gỗ Tùng Tán nha. Vâng thì cố gắng làm ăn phát đạt nha, uy tín nhá. Vâng. Rồi thì em chúc mừng bác Phú và toàn thể gia đình bác có mạnh khỏe nhá. Làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng. Thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu bộ cuốn thư câu đối như phòng thờ của nhà bác Phú ở khu 4 xã Đại An này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tán nhá. Cơ sở em chuyên lắp đặt đồ thờ cũng như nội thất trong nhà ra đây. Và thì cuối cùng em xin cảm ơn bác Phú. Cảm ơn chú nhá. Vâng. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Vâng.